Xin chào các bạn đến với kênh đan móc cùng Handmade Gift. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái ghost để trang trí Halloween. Để móc được cái mẫu đó thì các bạn chuẩn bị cho mình một cuộn milk cotton màu trắng, một chút milk cotton màu đen, một kim móc 3mm, một nắm bông gòn và một cây kim khâu len này, hai hạt vòng hoặc là hai cái mắt thú sai nhỏ màu đen như này nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng thực hiện nhé. Đầu tiên chúng ta móc phần thân màu trắng. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật nhé. Lên một bính và móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình 6 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn rút vòng tròn ma thuật chặt lại nhé. Sau đó các bạn dùng một cái marker đánh dấu hoặc là một đoạn len khác màu, các bạn bắt qua đây để đánh dấu kết thúc hàng. Và mình đâm kim vào chân mũi đầu tiên, móc cho mình một mũi đơn để lên hàng thứ hai luôn. Ở hàng thứ hai này thì các bạn móc cho mình một hàng tăng mũi nhé. Chân mũi nào mình cũng sẽ móc hai mũi đơn trung chân. Một này. Hai này. Đâm vào chân mũi kế bên này. Một mũi đơn này. Hai mũi đơn này. Tiếp tục đâm vào chân kế bên. Một mũi đơn này. Hai mũi đơn này. Tiếp tục chân mũi thứ tư, một mũi đơn này. Hai mũi đơn này. Đâm vào chân mũi thứ năm này. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Cuối cùng là chân mũi thứ 6 này, đâm vào đây. Móc cho mình 2 mũi đơn nhé. 1 mũi đơn này. 2 mũi đơn này. Như vậy là lúc đầu mình có 6 mũi đơn, bây giờ mình đã tăng lên thành 12 mũi đơn trên một hàng rồi. Các bạn vắt sợi len đánh dấu lại. Hàng thứ 3, các bạn tăng cho mình một mũi đơn thì lại tăng một mũi nhé. Đây là 1x1v đấy ạ. 1x này là một mũi đơn này. Sang mũi thứ hai này là 1v, là hai mũi đơn này, 1 này. Hai mũi đơn trung chân này, 2 này, đấy. Tiếp tục là 1x này, 1x. Đâm vào chân mũi kế bên, móc một mũi đơn này. 1v này. Đâm vào chân kế bên này, móc hai mũi đơn trung chân này. Tiếp tục 1x này. Tiếp tục 1v này. Các bạn cứ móc 1x 1v cho đến hết hàng nhé. X là một mũi đơn, còn V là hai mũi đơn trung chân. Một X này, một V cuối cùng này. Chúng ta xong hàng thứ ba, đến hàng thứ tư.
các bạn móc cho mình hai mũi đơn này, sau đó là đến một mũi tăng là mũi V. Bây giờ hai mũi đơn này, 2x này, 1 này, 2 này. Sau đó đến mũi V này là hai mũi đơn trung chân này, 1 này, 2 này. Rồi lại 2x này, 1x, 2x. Đến 1V là hai mũi đơn trung chân. Rồi lại 2x. Tiếp đến 1V là hai mũi đơn trung chân này. V là hai mũi đơn trung chân này. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng nhé. Một V cuối cùng này. Như vậy là chúng ta đã xong được hàng thứ tư. Bây giờ đến hàng thứ năm nhé. Hàng thứ năm này. Các bạn đánh dấu cho mình hàng thứ năm. Bắt đầu chúng ta móc 1x. Sau đó đến 1V này, là hai mũi đơn trung chân này. Tiếp theo các bạn móc cho mình 3x. 3 mũi đơn vào chân, 3 chân kế bên này. 1 này, 2 này, 3 này. Xong đến 1V này. Vào chân kế bên, 2 mũi đơn trung chân. Tiếp theo các bạn lại móc 3x này. 1 2 3x. Rồi lại đến 1V là hai mũi đơn trung chân vào chân mũi kế bên này. 1 2 này. Rồi lại đến 3x này. 1 2 3x này. Rồi lại đến 1V này là hai mũi đơn trung chân. 3x này. 1 2 3 này. Rồi lại 1V này. Xong rồi lại 3x này. 1 2 3 này. Rồi lại đến 1V này. Chỗ này chúng ta còn 2x nhé, bởi vì lúc trước mình đã móc 1x, 1V rồi. Bây giờ này chỗ này còn 2x này. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hàng thứ 5. Đến hàng thứ 6. Hàng thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì chúng ta không tăng nhé. Chúng ta móc các hàng toàn mũi đơn hết. Mỗi chân mũi là một mũi đơn. 1 này. Đấy, hàng thứ 6 đây. Các bạn cứ móc như này cho đến khi mình hết hàng thứ 6 là xong, lại lên hàng thứ 7 này. Và lên hết hàng thứ 8 cho mình nhé. Chúng ta sẽ gặp lại ở hàng thứ 9. Đến hàng thứ 9 nhé. Các bạn móc cho mình 4 mũi đơn này. 1 này. 2. 3. 4.
Tiếp theo các bạn tăng cho mình một mũi ở vị trí kế bên này, một V này, đó, hai mũi đơn trụm chân, nhìn giống như chữ V thì chúng ta gọi là một V. Tiếp theo lại 4X này, 4 mũi đơn, rồi lại đến một V này. Rồi lại 4X này. Rồi lại đến 1V này. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng nhé. Tổng cộng là 6 lần tăng mũi. Bây giờ đến hàng thứ 10. Từ hàng 10 đến hết hàng 15, các bạn móc cho mình các hàng mũi đơn không tăng. Mỗi hàng có 36 mũi đơn. Các bạn cứ thế này móc cho mình nhé. Đến khi hết hàng 15 ạ, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở hàng 16. Đến hàng 16, các bạn tiếp tục nhé. Móc cho mình 5 mũi đơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 5X này, sau đó đến 1V, 2 mũi đơn trung chân, rồi đến 5 mũi đơn này, tương ứng với 5X. Rồi lại đến 1V là 2 mũi đơn trung chân này. Các bạn cứ tiếp tục móc cho mình 5X 1V đến hết hàng nhé. Tổng cộng là 6 lần tăng và chúng ta có tổng 42 mũi ở trên hàng. Sau đó hàng thứ 17 và 18 chúng ta không tăng. Chúng ta tiếp tục móc 2 hàng tất cả các mũi đơn nhé. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng 19. Hàng thứ 19, chúng ta chỉ móc vào một sợi ở mặt trước như thế này. Các bạn móc cho mình một mũi đơn này. Tiếp theo là một mũi nửa kép vào chân kế bên này. Tiếp theo một mũi kép vào chân kế bên này. Sau đó các bạn lên cho mình 2 bính, 1, 2. Và móc cho mình một mũi kép đơn nữa vào cùng chân này. Các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào chân kế bên này. Sau đó đến một mũi đơn vào chân kế bên này. Và một mũi trượt vào chân kế bên. Các bạn lưu ý là mình chỉ móc vào sợi mặt trước thôi nhé. Còn sợi mặt sau là chúng ta để nguyên. Như vậy là mình đã móc được một cụm hoa văn này. Sang cụm tiếp theo các bạn vẫn móc cho mình một mũi đơn vào sợi mặt trước này, một mũi đơn này, một mũi nửa kép này vào chân kế bên này, tiếp tục một mũi kép vào chân kế bên này, một mũi kép đơn nhé. Sau đó các bạn lên cho mình 2 bính này, 1 này, 2 này, và móc một mũi kép đơn nữa vào cùng chân này. Tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào chân kế bên này. Tiếp tục một mũi đơn vào chân kế bên này. Và lại một mũi trượt vào chân kế bên này.
Chúng ta đã được hai cụm hoa văn này. Mình móc cụm thứ ba nhé. Một mũi đơn vào chân kế bên này. Một mũi nửa kép vào chân kế bên này. Một mũi kép đơn vào chân kế bên này. Sau đó lên cho mình hai bính này, 1 2 này. Móc một mũi kép đơn nữa vào cùng chân này. Tiếp theo một mũi nửa kép vào chân kế bên này. Một mũi móc đơn vào chân kế bên này. Và một mũi rời vào chân kế bên này. Chúng ta đã được 3 cụm hoa văn. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng nhé. Mình đã móc xong hàng thứ 19 rồi nha các bạn. Đến mũi cuối cùng là một mũi trượt này. Sau đó chúng ta đâm kim vào chân kế bên này. Và kéo cái sợi len này chui xuống dưới vào trong, chui vào trong như này nhé. Chui vào trong như này để tiếp tục móc cái mặt trong. Ở mặt trong là cái sợi len lúc nãy mình bỏ lại này. Bây giờ chúng ta sẽ móc một hàng mũi giảm nhé. Cứ 5 mũi đơn thì chúng ta lại giảm một mũi. Các bạn móc vào cái chân mũi đầu tiên ở mặt trong này. Cho mình một mũi đơn này. Tiếp tục này. 2 mũi đơn này. 3 mũi đơn này. 4 mũi đơn này. 5 mũi đơn này. Và đến một mũi giảm này. Mũi giảm này các bạn nhìn này, mình sẽ đâm qua là một mũi này. Đâm qua 2 mũi luôn này. Và kéo sợi len chui qua cả 2 mũi. Mũi giảm 5 mũi đơn này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Tiếp tục một mũi giảm này. Mình có thể móc 2 mũi đơn chụm đầu như này. Chúng ta được một mũi giảm này. Một mũi đơn này. Hai mũi đơn này. Ba mũi đơn này. Bốn mũi đơn này. Năm mũi đơn này. Tiếp tục một mũi giảm này. Hai mũi đơn trụm đầu này. Một mũi đơn này, hai mũi đơn này, ba mũi đơn này, bốn mũi đơn này, năm mũi đơn này, đến một mũi giảm này. Đến năm mũi đơn này, một, hai, ba, bốn, năm mũi đơn này. Tiếp tục một mũi giảm này. Các bạn móc tiếp này.
một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn, bốn mũi đơn, năm mũi đơn và cuối cùng là một mũi giảm này. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được hàng thứ 20. Từ hàng thứ 21 đến hàng thứ 24 cũng đều là các hàng mũi giảm. Hàng thứ 21 nhá, mình móc hàng 21 này. Cứ 4 mũi đơn mình lại giảm 1 mũi này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Bây giờ mình sẽ giảm 1 mũi này. Tiếp tục lại 4 mũi đơn này. 1, 2, 3, 4 này. Sau đó các bạn lại giảm cho mình 1 mũi này. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng nhé. Cứ 4 mũi đơn thì giảm 1 mũi đến hết hàng. Đến hàng thứ 22 nhé. Các bạn móc cho mình 3 mũi đơn này. 1, 2, 3. 3 mũi đơn thì 1 mũi giảm. 1 mũi giảm này. Tiếp tục 3 mũi đơn này. 1, 2, 3. Đến mũi giảm nhé các bạn. Móc cho mình 2 mũi đơn chụm đầu để giảm 1 mũi này. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng nhé. Đến hàng thứ 23 nhé. Các bạn móc cho mình 2 mũi đơn này. 1, 2 này. Sau đó thì đến 1 mũi giảm này. 2 mũi đơn chụm đầu này. Đến 2 mũi đơn này. Tiếp theo là 1 mũi giảm này. Xong lại đến 2 mũi đơn này. 1, 2. Rồi đến 1 mũi giảm này. Xong lại đến 2 mũi đơn này. Một mũi giảm này. Tiếp tục 2 mũi đơn này. Đến 1 mũi giảm này. Rồi đến 1 mũi giảm này. Bây giờ chúng ta đến hàng thứ 24 nhé. Hàng 24 thì cứ 1 mũi đơn và 1 mũi giảm xen kẽ. Lặp lại 6 lần. 1 mũi đơn này. 1 mũi giảm này. 1 mũi đơn này. 1 mũi giảm này. Một mũi đơn này. Một mũi giảm này. Một mũi đơn này. Một mũi giảm này. Một mũi đơn. Và đến một mũi giảm. Tục 1 mũi đơn này. Và 1 mũi giảm này. Cuối cùng đến đây chúng ta cắt sợi để chừa một đoạn dài để khâu.
giờ chúng ta sẽ nhồi bông vào nhé. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn móc cái tay nhé. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật này. Sau đó các bạn lên một bính này, móc vào vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơn nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn rút chặt lại. Sau đó dùng sợi len đánh dấu nhé, hoặc là một cái marker đánh dấu. Các bạn móc vào chân mũi đầu tiên một mũi đơn. Để chúng mình lên hàng 2 luôn nhé. Hàng 2 thì các bạn cũng móc cho mình 6 mũi đơn không tăng. 1 rồi này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 6 lên đánh dấu qua này. Đến hàng thứ 3. Các bạn móc cho mình một mũi đơn này. Mũi thứ 2 là một mũi tăng. Các bạn hai móc 2 mũi đơn cùng chân này. Cùng chân nhé. Tiếp theo các bạn móc cho mình 2 mũi đơn này vào 2 chân kế bên này. 1 này. Móc một mũi đơn vào chân kế bên nữa này. 2 này. Sau đó lại là một mũi giảm nhé. Cái hàng này tổng số mũi vẫn là 6. Mình tăng 1 thì đến đây mình lại giảm đi 1 này. Các bạn móc 2 mũi đơn chung đầu như này thì chúng ta đã giảm đi được 1 rồi này. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 3. Đến hàng thứ 4 nhé. Hàng thứ 4 các bạn móc cho mình 1 mũi đơn này. Tiếp theo là một mũi đơn nữa này. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi tăng nhé. Thêm một mũi nữa trong chân này. Tiếp theo là một mũi đơn này. Vào chân kế bên. Một mũi đơn nữa vào chân kế bên. Tiếp theo. Và cuối cùng là một mũi tăng. Các bạn móc 2 mũi trung chân nhé. 1 rồi này. Trung chân này. 2 này. Như vậy là chúng ta hết hàng thứ 4. Đến hàng thứ 5. Các bạn móc cho mình 2 mũi đơn. Mũi thứ nhất là một mũi đơn này. Mũi thứ hai cũng là một mũi đơn này.
Mũi thứ ba là một mũi tăng nhé. Các bạn móc hai mũi đơn chung chân. Đến mũi thứ tư là một mũi đơn. Mũi đơn thứ hai này. Sau khi cái mũi tăng này thì các bạn móc cho mình 1 này, 2 này, 3 mũi đơn này. Và cuối cùng là một mũi giảm. Tổng chúng ta vẫn có 8 mũi trên một hàng thôi nhé. Đến đây mình kết thúc, mình cắt để thừa một đoạn len để khâu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kim khâu len này. Về phần tay thì các bạn móc cho mình hai cái tay như giống nhau như này nhé. Trên phần thân con ma thì chúng ta cũng khâu hai cái mắt ở vị trí hàng thứ 8, thứ 9. Và hai cái mắt này cách nhau khoảng 5 đến 6 mũi đơn. Chúng ta khâu miệng rồi là khâu má hồng. Hoặc là bạn có thể móc hoặc là cắt một miếng vải màu đen hình oval các bạn khâu vào cũng được. Cái này tùy mỗi bạn tạo hình nhé. Vậy là mình đã khâu giáp xong được hai cái tay con ma vào thân con ma này. Các bạn thấy có dễ thương không ạ? Đúng là con ma thân thiện. Tiếp cái phần cuối cùng là mình sẽ khâu và khâu kín và giấu đầu sợi len ở dưới cái phần đế. Phần này các bạn cứ khâu dùng kim khâu len và cứ khâu vòng quanh cho mình như này nhé. Cứ đâm vào mỗi chân mũi đơn. Cái vòng tròn của mình nó sẽ dần thu lại. Sau đó thì cắt len, giấu đầu len và hoàn thành sản phẩm nhé. Trong quá trình thực hiện thì các bạn có vướng mắc hay khó khăn gì thì cứ comment mình sẽ hỗ trợ nhé. Chúc các bạn có một con ma thật đáng yêu cho mùa Halloween này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye.